bà nội trợ cảnh giác không mua gà tẩm chất cấm vàng ô gây ung thư quý vị và các bạn thân mến sau khi cơ quan chức năng công bố chính thức việc phát hiện người chăn nuôi sử dụng chất cấm có tên vàng ô để tạo màu vàng cho gà như bà nội trợ đã nâng cao tinh thần cảnh giác và thay đổi tiêu chí mua gà ngày 6 tháng 10 ông phạm tiến dũng trưởng phòng thanh tra chuyên ngành bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chính thức thông tin về việc phát hiện ra tình trạng sử dụng hóa chất vàng ô trong chăn nuôi. Qua thực nghiệm trên động vật của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho thấy, chất này là một trong những tác nhân gây ung thư. Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, người tiêu dùng đã tỏ ra hoang mang lo lắng. Dạo quanh một số chợ trên địa bàn Hà Nội và chợ đầu mối cầu diễn, chợ dịch vọng hậu, phóng viên ghi nhận các chị em đã có cái nhìn mới khi mua sắm đồ ăn cho gia đình. Chị Thanh Hương, thành xuân bắc hà nội nói khi đi chợ mua gà mình thường chọn những con có màu vàng da mỡ màng căng bóng vì trong nó tươi ngon mua thịt gà nhợt nhạt thì sợ đó là gà chết hay gà đã mổ để lâu nhưng nay thì mình buộc phải đổi gu lựa chọn gà kỹ càng chọn những con có thịt màu trắng hoặc gà còn lông ưu tiên các hàng gà quen có mối lấy hàng từ quê rồi sau đó thuê mổ Bác Nguyễn Thị Thương, 57 tuổi, dịch vọng chia sẻ: Tôi xem TV thấy thông tin nhiễm vàng gà mà lo quá. Trước đó gia đình tôi thường mua đùi và cánh loại gà này về chiên, nhưng từ hôm biết thông tin, tôi tránh xa loại gà này. Thay vào tôi chọn gà màu trắng, gà tam hoàng. Tuy giá thành đắt hơn một chút nhưng khi ăn sẽ yên tâm hơn trong vai một người mua hàng khi phóng viên tỏ vẻ lo ngại về việc gà da màu vàng sợ tẩm hóa chất thì nhanh chóng nhận được lời giải thích sau đây là gà công nghiệp đẻ trứng con nào cũng có màu da vàng như nhau khi chúng không có năng suất trứng nhiều thì thải loại ra ngoài bán gà thịt vì thế có giá rẻ hơn nhiều những loại gà khác Muốn biết được gà tươi, không tẩm ước gì thì chỉ cần sờ lên da gà, nếu bị mặt da luôn có độ dính và người mua thấy gần gần tay thì đó là gà ta xịn. Còn những loại gà bị tẩm ướp nhung hóa chất, da sẽ bị nhớt và trân tuột như sờ vào mỡ. Từ hôm có thông tin gà tẩm hóa chất, việc kinh doanh của cửa hàng cũng ấy ẩm hẳn, chỉ bán được gà ta, gà trắng còn gà công nghiệp, nếu trước kia tôi bán được 7 đến 10 con trên một ngày, thì ngày nay chỉ bán được 2 đến 3 con đã là giỏi lắm rồi, người bán hàng ngậm người chia sẻ đánh giá về việc sử dụng chất vàng ô để tạo màu vàng cho gà nhiều chuyên gia về công nghiệp thực phẩm đã lên tiếng bác bỏ những lời giải thích của các hộ buôn bán thịt gà. Ông Nguyễn Xuân Dương, phó cục trưởng cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong quá trình chăn nuôi, các hộ chăn thả sử dụng chất vàng ô để trộn vào thức ăn để tạo màu đẹp, đồng thời khi cho gà ăn sẽ giúp chân da gà có màu vàng bắt mắt việc làm này khiến vàng ô ngắm vào trong từng thứ thịt gây độc hại khung lường với người sử dụng còn thêm việc người bán hàng đã lợi dụng tâm lý thích ăn thịt gà có da màu vàng của đại đa số người dân việt nam nên mặt hàng gà này trước nay rất dễ bán vàng ô là hóa chất được nhập khẩu từ nước ngoài có công dụng để nhuộm màu sợ phải hoặc được sử dụng làm nguyên liệu làm ve quét tường trong ngành xây dựng Chất này không được phép sử dụng trong thực phẩm vì nó có hại cho sức khỏe của con người. Các loại thịt sử dụng chất có màu vàng bắt bắt nhưng trên thực tế không làm tăng chất dinh dưỡng của thịt, nghĩa là chỉ tăng độc hại chứ không tăng chất dinh dưỡng. Ông Dương cho biết thêm. Tiến sĩ Nguyễn Di Thịnh, chuyên gia về an toàn thực phẩm cho biết, để gà có màu đẹp và bắt mắt, người tiêu dùng ngoài chất vàng ô còn rất nhiều loại hóa chất độc hại. Trong đó có các chất aso rất độc có khả năng gây ung thư, nhẹ thì có thể gây dị ứng. Với trẻ nhỏ, việc hấp thụ quá nhiều chất này có thể gây kích thích, hiếu động thái quá hoặc lơ đẳng. Các bà nội trợ và người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối chớ mua lầm gây hại cho cả thế hệ sau. Theo chuyên gia có thể nhận biết bằng cách phát chanh hay một ít nước, muối vào thịt gà sống. Nếu là màu hữu cơ thì da gà sẽ thay đổi. Do vậy, các bà nội trợ không nên dựa vào cảm quan để phân biệt gà nhiều hóa chất hay gà không nhiều hóa chất với các loại thịt gà làm sẵn người tiêu dùng nên chọn những con có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y mùi thơm da vàng tự nhiên màu trắng ngà hoặc màu vàng tươi khi sờ vào gà không bị màu dính ra tay da gà ta có màu vàng nhạt chỉ vàng đậm ở một số chỗ như cánh ức hay lưng mỡ màu vàng tốt nhất nếu muốn mua gà to ngon nên chọn những con gà đang sống rồi sau đó yêu cầu người bán hàng mổ ngay tại chỗ Đặc biệt chú ý, nếu da gà có màu vàng ươm hoặc vàng ống và đều màu nhưng phần mỡ lại trắng, chứng tỏ gà đã bị tẩm thuốc nhuộm vàng, vì thông thường người bán sẽ nhúng gà nguyên con chưa mổ trước khi đem bán, do đó bộ phận bên trong con gà sẽ không chuyển màu.